Xin quý vị một tràng vỗ tay để cổ vũ cho buổi biểu diễn này được không ạ? Vâng, cả nhà mình sẽ cùng chờ đợi đến tiết mục này. Đây là câu lạc bộ khiêu vũ thể thao xóm Tân Xuân của xã Tiến Phúc, và cũng là nơi mà mẹ Liên, mẹ của chú rể cũng đang sinh hoạt trong câu lạc bộ này. Và hy vọng rằng đây cũng chính là món quà âm nhạc các bà, các mẹ, các dì của chúng ta dành tặng cho chú rể Thanh Tài và cô dâu Mỹ Duyên. Xin mời tất cả nhà mình sẽ cùng thưởng thức ngay bây giờ ạ.